quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến để biết được số mệnh của mình trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 là hung hay cát là phúc hay họ giàu hay nghèo làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đốn được nhiều vận may tới với mình hôm nay mây Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý cô bác trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh chỉ ra rằng trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, tháng có nhiều biến động hung cát đan xiên nhưng bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể tự tay cải biến được số mệnh của mình với những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến những người tuổi ất tỵ hiểu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ giải hùng hóa cát mà chuyện thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy vận trình cụ thể ra làm sao xin mời quý cô bác tuổi ất tỵ cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tử vi tuổi ất tỵ sinh năm 1965 người tuổi ất tỵ sinh năm 1965 là tuổi con rắn thuộc mệnh hỏa phú đăng hỏa nghĩa là lửa đèn nhỏ người tuổi ất tỵ được thể trí bồ tất ban trí tuệ người này thông minh có thể là triết gia nhà thần học hoặc là người hoạt động xã hội xuất sắc vì thông minh nên họ chỉ tin vào sự xét đoán của bản thân mà không bao giờ nghe ý kiến người khác. Ất tỵ tuổi trẻ lao đao, trung vận khá, người tài trí nhưng không được hướng lâu bền vận may về quan chức. Người khác sung với cha mẹ nên sống riêng thì tốt. Người tuổi Ất tỵ là người có khí chất đoan trang nho nhã, có thể theo nghiệp văn, cũng có thể theo nghiệp võ. Có điều họ hay quản việc người khác, hay lo chuyện bao đồng, coi đó là việc của mình mà lo lắng nên đôi khi rước phiền phức về mình. Người sinh vào mùa xuân, mùa hạ, có ý chí kiên định hơn người, dùng ý chí để gây dựng cơ nghiệp người sinh vào mùa thu, mùa đông thì có ý thức tự lực cánh sinh, là người độc lập, không dựa vào ai, tay trắng làm nên sự nghiệp. Người sinh vào ban ngày thì chịu khá nhiều vất vả, người sinh vào ban đêm thì được hưởng phúc vinh hoa. Người sinh vào tháng năm cuộc đời trải qua nhiều gian nan, khốn khó. Người tuổi tỵ sinh năm 1965, có đầu óc tư duy, luôn suy tính kỹ càng cẩn mật. Một khi đã quyết định điều gì, họ sẽ không thay đổi, không dao động mà luôn kiên định tiến tới mục tiêu đã chọn, họ luôn tỏ vẻ vô cảm không quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng kỳ thực nội tâm lại dậy sóng có tính nghi ngờ rất lớn người này thông minh tài trí cũng có khiếu thẩm mỹ tốt có thể trở thành thiên tài về nghệ thuật nam mạng tuổi ất tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn tuy được sống đầy đủ nhưng hay gặp nhiều lo lắng tuy nhiên cuộc sống tuổi nhỏ cũng có ít nhiều sóng gió về thời hậu vận mới được hưởng an nhàn nữ mạng tuổi ất tỵ có cuộc đời gặp nhiều may mắn trong cuộc sống bạn ít gặp sự xui xẻo trong suốt cuộc đời Nữ giới tuổi Ất Tỵ có tuổi thọ trung bình từ 59 đến 65 tuổi. Nếu làm ác sẽ bị giảm tuổi thọ, còn làm được nhiều việc phúc đức thì sẽ gia tăng tuổi thọ. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 trong tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý cô bác cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, Bước sang tháng 3 âm lịch, năm Quý Mão 2023, xin chia buồn với người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, bởi sự nghiệp của bạn đang có điểm báo, sẽ khó đạt được bước tiến theo kỳ vọng. Mọi việc có dấu hiệu trì trệ, thậm chí bạn không có hứng thú bắt tay vào các kế hoạch mà mình đã vạch sẵn từ trước đó, nguyệt lệnh lâm bệnh, khiến cho bạn thường xuyên cảm thấy lười biếng và mệt mỏi, những căn bệnh vặt vãnh cũng khiến bạn có những suy nghĩ tiêu cực hơn con giáp này dường như đang thiếu tâm trạng trong công việc làm việc hời hợt thiếu tập trung đang có xu hướng để sở thích cá nhân lên trên công việc điều này dẫn đến công việc dậm chân tại chỗ là khó tránh khỏi nếu bạn không cố gắng ở thời điểm này mà vẫn làm việc với tâm thế hời hợt được chăng hay chớ như vậy thì rất dễ mắc phải các lỗi sai cấp trên nhắc nhở khiến bạn tốn thêm thời gian giải quyết hoặc gây thêm phiền phức cho mọi người xung quanh điều này sẽ ảnh hưởng tới tương lai tiền đồ của mình sau này người tuổi ất tỵ hãy nhắc nhở bản thân mình làm việc có trách nhiệm hơn nếu không hình ảnh của bạn sẽ trở nên xấu đi trong mắt lãnh đạo tốt nhất là bạn hãy tự khích lệ bản thân mình để hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ công việc được giao dù bạn không tiến về phía trước nhưng cũng đừng khiến mình thụt lùi so với tất cả mọi người xung quanh chỉ khi hoàn thành hết các công việc bạn mới cảm thấy nhẹ nhõm được con giáp này cũng nên chú ý mở rộng quan hệ với bạn bè đồng nghiệp đừng tự cô lập bản thân trong thế giới riêng của mình bạn bè xung quanh sẽ đem tới động lực cho bạn để bạn tiến về phía trước, còn nếu chỉ làm việc một mình, bạn sẽ rất dễ cảm thấy buồn chán, thiếu quyết tâm. Nếu muốn thành công và giàu có thì bạn tuổi Ất Tỵ cần phải luôn tìm cho mình nguồn cảm hứng trong công việc vừa sáng tạo vừa quyết tâm, cộng thêm sự học hỏi từ những người xung quanh, những người bạn, những người thầy và người có nhiều kinh nghiệm thì sẽ giúp cho bạn rút ngắn được đường đi rất nhiều để tiến đến thành công. Về mặt tài vận Xem tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 có tình hình tài chính cũng không đạt được sự phát triển theo kỳ vọng. Nguyệt lệnh lâm bệnh khiến bản mệnh trở nên tiêu cực hơn, không đủ quyết tâm và sự quyết đoán để đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Các mối quan hệ xã giao ở thời điểm này của bản mệnh tuổi Ất Tỵ cũng thường khá nhỏ hẹp, bạn thấy thỏa mãn với những điều cũ, những cái quen thuộc nên tiền vào túi cũng chậm rãi và cũng khá nhỏ giọt khách hàng, hay đối tác của bạn, chủ yếu cũng là những người cũ, chứ chưa có người mới, hay những hướng đi mới trong công việc. Người làm công ăn lương, công chức, viên chức, công nhân, nhân viên hành chính, không chịu cố gắng trong lĩnh vực mình công tác, nên dễ mắc phải sai sót không để bị trừ lương đã làm may mắn lắm rồi, còn các khoản thưởng nóng gần như là không dành cho bạn. Người tuổi ất tỵ cần nhắc nhở bản thân mình, nên tập trung hơn để đỡ bị mất tiền không đáng có, Tình hình sức khỏe suy giảm trong khoảng thời gian này cũng sẽ tiêu tốn của bản mệnh một khoản kha khá, bạn phải chi tiền vào các khoản thuốc men và các thực phẩm bồi dưỡng cho sức khỏe của mình. Hãy tập cho mình lối sống khoa học lành mạnh và các suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn để đỡ phải tốn quá nhiều tiền vào khoản này nhé. Về mặt tình cảm, bước sang tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023, dù phương diện công nghiệp và tài lộc khá bế tắc nhưng chuyện tình cảm của người tuổi Ất Tỵ lại có những khởi sắc rõ ràng dưới tác động tích cực của các tinh bách việt dù bạn đã lập gia đình hay chưa thì đều có cơ hội tìm được hạnh phúc thuộc về mình người độc thân có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp một cách bất ngờ thậm chí bạn không cần phải có sự tác động của bất cứ ai cũng có thể nhanh chóng tìm được người ấy vì thế khi có thiện cảm với ai đó bạn hãy nhanh chóng tìm cách giữ liên lạc với người ấy đôi bên có thể thử kết bạn cho mình cơ hội để chuyện trò với nhau trước xem sao nếu tính cách và quan điểm sống phù hợp với nhau thì quan hệ sẽ ấm lên nhanh chóng những người đã lập gia đình được sống trong bầu không khí hài hòa hạnh phúc dù bạn phải đối diện với nhiều áp lực ngoài xã hội nhưng lại luôn có người ấy ở bên để cổ vũ động viên những lời nói và hành động của đối phương cũng giúp bạn có thêm động lực để đối diện với những điều không như ý thậm chí nửa kia còn có thể giúp bạn chỉ ra con đường đúng đắn giải quyết những khó khăn ở thời điểm hiện tại nữa về mặt sức khỏe về phương diện sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, lại có những dấu hiệu suy giảm trong thời điểm tháng 3 âm lịch này. Dù bạn không mắc phải những căn bệnh quá nặng nhưng bệnh thường kéo dài khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, bi quan, không muốn hoạt động, không muốn cố gắng. Có thể lối sinh hoạt không điều độ và áp lực từ công việc thường xuyên khiến cơ thể bạn dần suy nhược, đây là lúc thích hợp để bạn điều chỉnh lại lối sống người tuổi ất tỵ hãy nên biết điều chỉnh lại lối sống của mình, hãy ăn ngủ đúng giờ và khoa học hơn, đồng thời tích cực rèn luyện thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thêm phấn chấn hăng hái và tỉnh táo hơn. Nếu bạn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, bạn không nên giấu bệnh hoặc cố tình làm ngơ, tốt nhất hãy thăm khám kịp thời để nhanh chóng phát hiện các nguy cơ, tránh để bệnh trở nặng, khiến việc chạy chữa trở nên phức tạp hơn. Phong thủy phòng ngủ, giường ngủ cho tuổi ất tỵ, sinh năm 1965. Theo quan niệm của người phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chung và người tuổi tỵ nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ theo phong thủy cho người tuổi ất tỵ sinh năm 1965, luôn là một điều vô cùng quan trọng. Con người luôn dành một phần ba cuộc đời mình cho việc ngủ, nên phòng ngủ, giường ngủ chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc sống. Vị trí phòng ngủ trong nhà và vị trí giường ngủ trong phòng ngủ nên ưu tiên ở hướng tốt, các hướng sinh khí, thiên y, diên niên, phục vị tủ quần áo nên kê tại các góc xấu trong phòng để chấn được cái xấu, là các góc ngũ quỷ, họa hại, lục sát, tuyệt mệnh. Phong thủy bát trạch căn cứ vào năm sinh của gia chủ, phân chia cung mệnh theo tám cung của bát quái đó là cản, đoài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn. Trong cung mệnh lại chia ra thành hai nhóm, tây tứ mệnh và đông tứ mệnh. Tây tứ mệnh là cản, đoài, khôn, cấn. Đông tứ mệnh là khảm, ly, tốn, chấn. Hướng giường là đầu giường hay đuôi giường, tính đầu hay chân giường ngủ trong phong thủy được coi là một tiểu thái cực một vật thể hay một dạng loan đầu nhỏ giường ngủ được xác định là sơn chứ không phải là thủy ở đây chúng ta cần hình dung giường ngủ giống như là một ngôi mộ tọa là nơi đầu giường phía đầu của người ngủ còn hướng chính là chân giường phía chân của người ngủ khi ngủ dậy đa phần mọi người thường ngồi dậy và nhìn xuống phía chân giường đồng thời lúc nằm ngủ cơ thể cũng dùng mũi để hấp thu thực khí từ chân giường đưa tới do đó ta có thể coi hướng giường chính là hướng phía chân của người ngủ không phải là hướng đầu giường như mọi người vẫn nghĩ giống như khi ta đứng phía trước ta sẽ là hướng và phía sau sẽ là tọa vậy còn để bố trí giường ngủ hợp phong thủy thì ta phải phối cung mệnh của gia chủ với hướng của đầu giường thì mới đúng ví dụ nếu đầu giường gối tây chân đạp đông thì người thuộc nhóm tây tứ mệnh ngủ sẽ tốt đầu giường gối đông nam chân đạp tây bắc thì người thuộc nhóm đông tứ mệnh ngủ sẽ tốt theo quan niệm của người phương Đông, giấc ngủ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người nói chung và người tuổi Tỵ nói riêng. Do đó, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ, giường ngủ theo phong thủy cho người tuổi Ất Tỵ hướng dẫn như sau. Hướng giường ngủ hợp tuổi Ất Tỵ 1965 theo phong thủy. Hướng phòng cửa phòng ngủ và giường ngủ chủ nhân của phòng ngủ tuổi ất tỵ là người thuộc đông tứ mệnh và theo quan điểm về bát trạch sẽ có bốn hướng tốt nên chọn và bốn hướng xấu nên tránh đặt phòng bố trí giường ngủ hướng xấu cho phong thủy phòng ngủ tuổi ất tỵ tây bắc đông bắc tây nam và tây hướng xấu cho phong thủy phòng ngủ tuổi ất tỵ bắc đông đông nam và nam màu sắc phòng ngủ cho người tuổi ất tỵ người tuổi ất tỵ theo ngũ hành sẽ mang mệnh hỏa phú đăng hỏa lửa ngọn đèn bởi vậy theo quy luật về ngũ hành thì hành mục tương sinh và hành thủy tương khắc với gia chủ mệnh hỏa. Do đó, màu sắc cho gia chủ tuổi ất tỵ là màu đỏ, hồng, tím, xanh lá. Bên cạnh đó, lưu ý tránh các màu sinh xanh đậm, xanh da trời, xanh đen, đen vì thuộc hành thủy không tốt cho gia chủ. Phong thủy phòng ngủ cho nam tuổi ất tỵ, cung, cấn, thuộc tây tứ mệnh. Hướng sinh khí, tây nam, hướng tốt nhất chỉ về tài vận cực tốt, khỏe mạnh, rất vượng về người hướng thiên y tây bắc hướng tốt thứ ba bệnh tật thiên giảm tài vận cũng tốt khỏe mạnh sống lâu hướng phúc đức tây hướng tốt nhì tài vận rất tốt sống thọ khỏe mạnh vợ chồng hòa khí hướng phục vị đông bắc hướng tốt thứ tư tài vận tốt thường khí vận trung bình sức khỏe và gia vận trung bình phong thủy phòng ngủ cho nữ tuổi ất tỵ cung đài thuộc tây tứ mệnh hướng sinh khí tây bắc hướng tốt nhất chỉ về tài vận cực tốt khỏe mạnh rất vượng về người hướng thiên y tây nam hướng tốt thứ ba bệnh tật thiên giảm tài vận cũng tốt khỏe mạnh sống lâu hướng phúc đức đông bắc hướng tốt nhì tài vận rất tốt sống thọ khỏe mạnh vợ chồng hòa khí hướng phục vị tây hướng tốt thứ tư tài vận tốt thường khí vận trung bình sức khỏe và gia vận trung bình hy vọng với những chia sẻ trên các bạn có thể lựa chọn cho mình một hướng tốt để đặt giường ngủ chúc các bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều may lành tốt đẹp vâng quý cô bác tuổi ất tỵ kính mến trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 3 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất minh đường tử vi vô cùng cảm ơn và kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại